Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít đồ nghề hàng bãi để giới thiệu đến bên em. Hôm nay thì bãi về được mấy món, cùng với đó là một số mặt hàng cũ ha. Rồi đầu tiên thì em còn mấy cái vỏ nước này nè. Vỏ nước thì em còn có vài cái ha. Tiên thì cái loại vỏ này, vỏ này thì nó mới 100% chưa có xài nha. Đó, thương hiệu của mình là thương hiệu hẳn hãng Sun Eye nha anh em, mới 100% chưa xài. Hãng Sun Eye ha, IA120G, Made in Japan nha anh em, sản xuất 100% tại Nhật. Và giá thành nó cao nha, chứ không thấp nha anh em. Tại vì chất lượng của mình á, nó là màng đồng ha, chất liệu là màng đồng. Mà bên ngoài lớp xi krom niken rất là đẹp cho mọi người. Nó hàng mới chưa xài. Răng sử dụng của mình răng 21. Nó núm này thì anh em mình có thể xài vặn được 360 độ như thế này luôn. Đó, ha. Có vòi phun này là cái vòi giảm nước ha, cho nó không có bị vang bắn tung tóe ha. Từ tâm mà ra tới cái đầu vòi này là được 13 sen này ha. Từ tâm ra tới đầu vòi 13 sen, hàng mới 100% chưa xài. Đó, vì anh em mình thay thế trong gia đình của mình thì cái vòi này là vòi mới nên giá thành nó cao nha. Mã số cho cái con này của mình là H1 các em. H1 con này giá 430 nha anh em. Đây. Cái này thì em còn tầm khoảng là 4 5 vòi nha anh em mình mua nhiều về mình sử dụng trong bát lavabo rồi này nọ thì mình chốt ha. Loại này thì còn 4 5 con nặng ha, H1 453 này. Tiếp theo H2. H2 thì cái loại này là cái loại của Toto. Này thì em cũng giới thiệu nhiều rồi. Giá mới của mình là bán trên Shopee hả? Là 3 triệu một cái nha anh em, 3 triệu. Trong là hàng cao cấp nha của Toto nha anh em. Đây là cái mã vạch của mình này. T130ARQ13C nha. Đó, sao rít nội địa Nhật đời cũ. Rồi cái này thì chất liệu của mình là nó cũng làm bằng đồng và kết hợp với mình là nước xi mà chrome niken ha, rất là đẹp. Đây Toto nha anh em, rất là mắc tiền nha, giá mới của mình là 3 triệu ha. Đó, sao rít nội địa Nhật này. Đây gạt qua gạt lại và cái vò của mình là thiết kế cái vò phun nước nhuyễn như này ha, không có vang bán anh em, nên là nó bọt khí, nó tiết kiệm nước rất là nhiều, rất là hay. Rồi tay gạt của mình là tay gạt dặn, tay gạt dài nên mình thao tác rất là nhẹ nhàng ha. Hàng này là hàng cao cấp, anh em mình có thể mình gõ thông tin trên mạng rồi này nọ, nó sẽ ra giá cả của hàng này ha. Trên thị trường cửa hàng Việt Nam bán đồ mới của Nhật họ vẫn bán nha anh em, tầm khoảng là 3 triệu. Thì cái này bên em hiện tại đang bán với giá là H2 ha, 800 nghìn. Hôm nay thì em giảm còn con cái à. Cái này là cái duy nhất ha. Hôm trước là em bán 800 800 rưỡi á, thì hôm nay thì còn con cái à. 800 bán luôn cho nó đi hết luôn ha. H2 800 nghìn. Hàng mới 100% chưa xài nha. H2 800. Rồi. H3 thì em có mấy cái vò bãi. Vò bãi này thì sử dụng còn khá là ngon ha. Còn nước xi cũng mới ha. Như con này là còn mới tin luôn này. KVK này có xích nội địa. Đây, nó vòi được còn rất là đẹp ha. Đây, đó. Còn ngon ha. Đây, nước xi được còn khá là mới này. Mới căng à. Đó anh em thấy không? Nước xi mới anh em mình bét vô tường nó như mới vậy thôi ha. Đó KVK này, ren cổ rồi anh em mình thấy người ta có vặn vô một lần người ta tháo ra thôi ha. Đó là màng đồng ha, mà bên ngoài lớp chrome niken sáng bóng KVK ha. Gạt qua gạt lại. Từ tâm mà ra tới đầu vò là được 27 sen. Rồi cái vò này còn đẹp, giá của mình là 350 ha. 350.000 mã số là H3 giúp em. Giá này đã bao gồm phí ship rồi. Nó bằng đồng nha anh em, bằng đồng nó mới mát tiền ha. H3 350. Rồi. Tiếp theo H4. Đó, cũng vậy nha, hai con tương tự ha, nước xi nó còn mới tinh nha. Đó, rất đáng để anh em mình mua về mình xài ha. Rất đáng để anh em mình mua về mình xài trong gia đình, đó. Nước xi còn mới toang. Đó, hai gần như là còn mới, anh em mình bác vô tường nó mới tin nha. Gạt qua gạt lại này. Dài được 27 sen, răng 21 tính từ tâm tường ra ha. Rồi con này cũng tương tự nha, 350 nha anh em, còn mới đẹp. H4 giúp em. 350.000. H5 thì cái này nó hơi cũ hơn một tí nên bán giá rẻ hơn. Đây. Cũ hơn một tí thôi chứ còn nước xi cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, nó cũ hơn một tí thôi. Đây. Đây thiết kế kiểu dạng cong như thế này ha. Đó. Thứ kiểu dáng này. Phun nước KVK ha. Đó, răng 21 luôn, thông dụng. Rồi cái này cũng tương tự em để giá là 300.000 ha. Dài 27 sen. Con này bằng đồng luôn, giá 300 ha. Bằng đồng nha anh em, bằng đồng, xi bên ngoài lớp xi chrome niken sáng đẹp ha. H5 300. Rồi H6. 6 cũng vậy nha. Đó, còn đẹp ha.
lắm thôi, chứ còn vào phun nước rồi ngon lành hết. Nước xì nước đường ngon lành đó, về anh em mình bác ha. KVK thương hiệu cũng khá nổi tiếng ha, của Nhật. Rồi con này tương tự ha, giá của mình là 300.000 luôn. Đây H6 ha, H6 vào này 300. Rồi H7 thì tiếp theo thì em có mấy cây kính này, máy kính mát nha anh em, hàng còn khá là đẹp luôn, hàng bản Nhật hôm trước là về khui thùng đó. Đây, đầu tiên con này ha, của mình là giống như titan này, TTB này đó. Cái màu của mình là cái kiến màu đá, về không thích thì mình có thể mình cắt kiến khác đó, mình lấy cái gọng được ha. Đó, gọng còn khá là đẹp. Cái màu kiến mát của mình nhanh đi đường đi bụi này nè anh em, nó ngã cái màu như thế nào ha. Đó, kim loại khá là ngon. Rồi đôi kiến này thì cái chiều dài gặm của mình là đường 14 nha anh em, gặm 14 này. Mình đo cụ thể là nó tầm khoảng là 13 năm là chính xác nhất ha, 13 năm 14 này. Đó, nói chung là cũng bự. Đó. Còn cái kiến này của mình là tầm khoảng là 50. Phần chiều xuống là được là 4 sen ha. Đôi này em để giá cho mọi người là 70.000. H7 giá 70 ha. H7 70.000. Rồi H8. H8 là đôi này cũng đẹp nè. Đôi này là còn mới luôn ha. Đó, còn tem luôn nè. Này là hai quality là chất lượng nha anh em, 3 sao. 100% chống tia cực tím UV. Mà kính màu xanh như thế này ha. Đó, hàng mét được gia công tại Trung Quốc ha, made in China, gia công tại một nhà máy Trung Quốc xuất Nhật. Đó, đôi này là nhỏ nhỏ cũng đeo rất là dễ thương. Màu xanh lá ha, này khuôn mặt nhỏ mình đeo đẹp. Rồi cái gọng của mình thì chiều dài của mình là 130 nha anh em, chiều dài gọng là 130. Phần này của mình là được 32 ly và phần này của mình thì được là tầm khoảng là 45 ly. Rồi đôi này giá 80. Mã số H8 ha. H8 giá 80.000 ha. Đó. Tiếp theo. H9. Đôi này màu xanh đẹp nè, màu xanh dạng như xanh nước biển ha, xanh nhạt. Đó, gọng kim loại luôn. Đó, còn đẹp nha mọi người. Đó, còn đẹp. Đây. Hình thức chiều dài gọng kiến của mình thì mình đo được là 13 sen ha, 13 luôn. Đó. Phần trong kính này được là 35 ly và phần chiều dài này được là 55 ly ha. Đôi này còn đẹp giá 80 luôn nha mọi người. H9 H9 80.000. H10 thì đôi này màu đây ha, cũng giống như đôi nãy mà màu nhạt nhạt hơn. Đây được gia công tại Trung Quốc luôn ha, made in China, nhưng mà gọng còn đẹp nè. Gọng thì cái kiểu màu vàng ha. Đó. Là anh em mình đi đường đi bụi rồi này nọ ha. Trồng kiến mát, anh em mình có thể về thấy cái kiến cận kiến lão thì tùy mình. Chiều dài gọng của mình được 135 ha, chiều dài gọng được 135. Phần này thì mình đo được là tầm khoảng 35 ly. Và cái chiều dài kính này thì được là 52 ly. Rồi đôi này cũng còn khá là ngon, giá 80 ha. Mã số H10 giúp em ha. Này, H10 80.000. H11 thì đôi này đẹp này, đôi này những người trẻ là đeo đẹp ha. Cái dạng gọng bị nhựa như thế này nè, đó, màu như thế này ha. Đó, của thương hiệu Savoy ha. Đây thương hiệu Savoy. Đó, hàng còn mới nha. Đó. Ở trong rất là đẹp, hàng còn mới anh em mình đeo ha. Đó, cái màu của mình là như này ha. Rồi đôi này còn mới đẹp, thương hiệu Savoy, có thương hiệu rõ ràng này. Chiều dài gọng của mình thì mình đo được là tầm khoảng là 13 năm. Phần trong kính này thì được 55 ha, và phần này thì được tầm khoảng là 35. Đôi này còn đẹp luôn ha. Đôi này giá 80. H11 giúp em ha. H11 80. H12 thì em có hai cái gọng này, hai cái gọng này là mét tiền, thằng mới chơi xài còn căng bao luôn. Rồi đầu tiên thì cái gọng này là nó được mạ vàng. Hôm trước là em bán giá 8,5 triệu, hôm nay em thanh lý cho mọi người luôn. Giá cực tốt. Này là giá mới bên Nhật là 48.000 yên, là nó quy đổi ra tiền Việt của mình là tầm khoảng là 8 triệu. Mạ vàng 1 phần 10
một phần 20 vàng 12k anh em, một phần 20 vàng 12k ha. Đây một phần 20 vàng 12k, nói chung là nó có mã vàng nha anh em. Nên là giá thành nó cao. Đó, những cái đôi này là anh em mình mua về mình xài rất là ngon. Hôm nay là em bán giá thanh lý cho anh em luôn nha. Giá này là giá gọi là giá sập sàn luôn. Đó, anh em thấy màu vàng cái gọng rất là đẹp nha anh em. Đó, về anh em mình cắt kính trầm, kính mắt, kính lão rồi đó mình cắt. Đó. Chưa xài, hàng mới tin ha, mã vàng 12k ha, một phần 20 nha anh em. Một phần 20 vàng 12k. Đó, đây, thấy ha. Khi anh em mình thấy những cái lắp đánh màu vàng đó ha, rất là đẹp. Mã vàng nha anh em, mã vàng thật. Đây. Đây này thì nó có những cái thông số này. Đó. Này anh em thấy này, nó có trên gọng nó có để này anh em, một phần 20 carat F này anh em. Đó. Ha, nó màu vàng này anh em thấy một phần 20 này, vàng 12K GF nha anh em. Đó, màu vàng. Đó là anh em mình an tâm mua về mình xài nha. Đó. Đây. Màu vàng 12K, hàng sẵn xịn sò nha anh em. Đó, nó có đóng mọc nó đầy đủ ha. Chứ nhiều khi anh em mình kêu vàng giả là vàng thật ha. Một phần này. Một phần 20 nha anh em, vàng 12K. GF ha. Đó. Màu vàng. Những cái này là anh em mình mua mới mắc kinh khủng ha. Giá bên Nhật mà nó bán là tầm khoảng 8 triệu này. 48.000 in, cái đó là cái giá yên của nó, mình quy đổi ra tiền Việt nha. Đó, thí dụ anh em mình mua sách tay đâu này nó về nó mát ha. Rồi chiều dài gọng kính của mình thì nó được là tầm khoảng 53 nha anh em. Tầm khoảng 13 này, nam nữ đeo đều được. Đó. Ha, đơn giản nhưng mà mát tiền. Rồi anh em thích cái đôi kính mạ vàng 12 1 phần 20 vàng 12 carat này mọi người chốt giúp em ha. Thằng này là hàng mới chưa có qua sử dụng luôn. Đó, về mình cắt kiến ha. Cắt kiến giúp em. Rồi đôi này hôm trước là em bán 800-850 á. Hôm nay em giảm giá cho mọi người 85.000 nha. Hôm nay em giảm giá cho mọi người là 85.000 luôn. Mã số cho cái con này là H12. Này là bán cái giá vốn cho anh em chứ không có lời gì anh em. Tại vì mua cái lô này rất là cao luôn. H12 giá 800 nha. Này có một hai con thì thôi chứ không nhiều. H12 800. Rồi H13 thì cái loại này cũng vậy nha, nhưng mà nó loại thông thường, nó không có mã vàng nên là giá nó thấp hơn. Cái này giá yên của nó thì 28.000 yên, tầm khoảng là 4 triệu. Chung là những cái gặm này rất là nhẹ và đẹp nha anh em. Đó, đây thiết kế cái gặm này nè. Thay nó cái màu nó rất là đẹp nha anh em, rất là sang nha. Màu như bạch kim vậy đó. Đó. Anh em nhìn kỹ luôn này, nó rất là đẹp nha. Đó. Là cũng nhẹ nha anh em, chiều dài của mình là gặm 13 sang nha. Này là cho những cái khuôn mặt vừa này mình đeo rất là đẹp, rất là ôm ha. Đó. Đây thì nó không mở vàng nên là nó không có để thông số như con kia. Đó. Không có khác. Đó, nó chỉ khác ở trên này nè. Đó ha. Là 52 vuông 16. Đó. Hàng cũng mới 100% chưa xài. Đó. Cái gọng này là hôm trước em bán 350 một gọng á. 350 một gọng anh em. Này thì còn có một hai đôi rồi thanh lý luôn cho anh em luôn, giá 300.000. Ha, thanh lý luôn nha, còn có hai gọng mà thanh lý hôm trước là mười mấy gọng á mà hết rồi, giờ còn có vài hai ba gọng thì thanh lý luôn cho nó hết, lấy cái lô mới về bán này. H13 300 ha. Rồi bây giờ mình qua lại những cái đồ nghề đây. Đồ nghề sáng nay em về được ít anh em, về được ít. Đầu tiên cái kim cốt này, cái này còn rất là đẹp ha. Ta nó ép cốt như thế này nha anh em, 258 ha, ba cái cốt như thế này, nó rất là dài luôn, của thương hiệu Marvel này ha, Minoru Kogyo này của Nhật nha, chuẩn nội địa 100%, 258. Cái này thì nó cũng khá là dài nha. Vỏ màu xanh lá ha. Hàng chuẩn nội địa. Rồi nó dài tới 29 cm nha anh em, dài tới 29 cm. Đây, bóp rồi rất là nhẹ nhàng và cái cốt của bên trong mình như này ha. Đó. Anh em mình hay làm cái cốt này thì mình chốt cho em. Rồi cái này giá của mình là 260.000. Bao ship. 260 bao ship ha. Đó, mã số là H14 ha. 260. H15 thì em có một cái vít trừ của Denson, cái này cũng mới nè. Đẹp ha. Đó, Denson dòng là chuyên làm điện nè. Cán tay cầm cao su và nhựa trong cái này ha, của hãng Denson. Đó.
vít còn rất là mới nha anh em. Đó, đầu vít trừ 6. Và cái vít Densan này thì nó dài tổng thể được là 21 cm. Hàng cũng mới đẹp. Rồi cái này còn mới em để giá là 90.000. H15 ha. H15 90. H16 cũng vậy nha, dòng là vít đóng cũng còn mới nè, còn tem luôn này của thương hiệu Sunblast ha. Đầu trừ 6 luôn, thương hiệu Sunblast này anh em không? Một thương hiệu nổi cũng khá là nổi tiếng ha. Đây, Sunblast Saben này. Rồi dòng này là có thể đóng được ha. Đó, đầu những cái đầu đóng nên là anh em rất là chắc chắn là nó bị dính nó keo này ha, chứ còn mới nha. Đầu trừ 6 và chiều dài con này cũng là 21 cm nha. À tầm 20 cm chứ. 20 cm rồi, con này cũng 90.000. Đó, anh em mình cần cái loại đóng thì mình chốt cái loại này. H16 ha, 90. H17 thì một cái vít dẹp. Cái này là vít BH2 hồ lô ha. Này thì cái cán cũng không có mới nhưng mà xài cũng rất là ngon. Của vợ sale là hồ lô này. Đầu mũi vít của mình là đầu mũi vít dương BH2. Bốn cạnh nó còn đẹp. À, rồi H17 giá 80. Ha. H17 80. H18 cái này cũng vậy nha. Cái này dài hơn, dài 25, cán cũ hơn nữa. Đó, nhưng mà quan trọng là cái đầu mũi vít này. Ha, đầu mũi vít đồ còn ngon. À, loại dài vừa xe 25 sang rồi, con này em cũng để giá là 80. Mã số là H18 ha, 80. Rồi. Tiếp theo. H19. Một cái kìm mỏ quả của KTC kiểu dáng rất là đẹp ha hả. Cầm uống éo như thế này. Của KTC Japan này anh em, hàng của KTC rất là nổ. Ngon nha anh em. Đó anh em mình kẹp ống nước đồ này nọ này, kẹp vỏ nước. À, rang nguyên nó còn ngon lành. Nước xì nó còn đẹp ha. Rồi cây KTC này nó dài được là 25 cm và cái độ mở ngàm của mình nó mở được là 48 đây. Đó, kiểu dáng rất đẹp ha. Cây kìm mỏ quả của KTC này 150 nha anh em, bao ship. Ha, 150.000 bao ship ha. Rồi, mã số H19 ha, 150. H20, một cây cà lê thao tác một ốc nhanh mới chưa xài, size 150 của top. Đó. Hàng mới tin chưa xài nha, made in Japan. Đó, ha. Xe 150 thì nó sẽ mở được ốc từ 7 ly cho tới là 15 ly này. Đó, cái này là mở ốc nhỏ. Đắt đáng nên mình sưu tầm cho hàng mới. Này. À, còn tem còn đồ luôn chưa có xài, bị lắm đắt thôi, anh em về mình lau chùi ha. Rồi cây cờ lê thao tác mở ốc nhanh này mới chưa xài giá 130.000 ha. 130 giúp em. Hàng mới chưa xài. H20 ha, 130, đầy dài 15 cm ha. H20 130. H21 cây kìm mở phe trong ha, bóp vào đi vào ha, bóp vào này đi vào của thương hiệu Kuyawa ha, Threebit. Đó, đây là đầu mũi nè, đầu mũi hai cái phe trong. Rồi cái kìm gấp phe này thì nó dài tổng thể được là 16 cm luôn ha, 100.000 cái kìm gấp phe ha. H21 H21 ha, 100. H22 22 thì một cái cuộn thức dài ha, 30 m, cũng này thanh lý luôn cho anh em xong luôn ha. Made in Japan này 30 m ha, sợi dây thép ha. Đó, Tajima Engineer này, chuẩn nội địa Nhật. Sợi dây thước đồ còn khá là ngon nha anh em, nó để bẫy nó vàng vàng bên ngoài do để này nọ thôi, chứ còn sợi dây thước đồ rất là ngon ha. Đó, chữ số rồi nên mình thấy là nó rõ ràng hết. Rồi anh em là mình thích cái cuộn thước 30 m của Tajima này, mọi người chơi giúp em. H22 250. Đây, H22 ha, 250.000. Tiếp theo H23, một cái khẩu anh em, một cái khẩu 1/2 ha, 12.7 này, mở ốc 30 ly của Tone, loại dài ha, L này, Japan này. Đó, đầu còn khá là ngon. Này nặng gần ký 8 lạng nha anh em. Rồi khẩu này em để giá là 70.000. H23 nha, thanh lý lỗ luôn. Đó. H23 70. 24. 24 em có một cây mũi ra nè, mắc cực kỳ luôn nha anh em. Anh em mình xem cái giá mới của nó nè. 2.180 yên thì nó quy đổi ra tiền Việt là nó gần 400.000 nhé. Gần 400.000 cho cái mũi khoét này nha anh em. Một cái mũi khoét của thương hiệu gì đây? Đó. Unica nha. Đây này, của Omi Japan này, anh thấy không? Cái này nó khoét phi 30 nha anh em. Đó, nó khoét phi 30 này, còn tem còn giấy bên trong luôn. Đó. Bộ này rất là ngon. Đáng đây nên mình mua ha. Giá mới bên Nhật nó gần 400.000 đó. Nó không rẻ đâu anh em.
đó, hàng mới tin chưa có sai đó, hàng mới 100% ha, Omi ha, đây Made in Japan em thấy không đó, này Made in Japan ha, chuẩn nội địa phi 30. Cái mũi này rất là ngon, lâu lâu mới có trong thang máy nha em đó. Giá mới của mình là gần 400.000 nhé. Rồi con này anh em mình thích cái mũi khoét V30 này ha, chui rồi này nọ ha. Con này em để giá 180, thằng xịn sò nha. 180.000. H24 giúp em. Ha, mới chưa xài. H24 180. H25 một cây mỏ lết lùn này. Nó không có chữ anh em nhưng mà thằng bãi rất là ngon, rất đáng để anh em mình mua về mình sử dụng nha. Cái này là lưỡi mỏng để anh em mình mở trong những chi tiết xe máy này nọ này. Mỏng ha, nó thiết kế mỏng này. Đó, giống như con lobster vậy đó, super vậy đó anh em mình, này nó quên đắt mọc rồi. Mới tin chưa xài. Rồi nó mở ngàm ra tới 25 ly luôn anh em. Mỗi lít lùng thôi nhưng mà nó mở ốc tới 25 ly luôn này. Rất là bự ha, trên này có thông số luôn nè. Mỗi lít lùng nhỏ nhỏ nhưng mà rất là thuận tiện để anh em mình sử dụng. Đó, 25 ly, chiều dài của mình thì nó tầm khoảng là 12 cm thôi. Cái mỗi lít lùng ha. Rồi cái mỗi lít lùng này em để giá là 130.000 nha. Đó. 130.000 nó không có chữ ha. Đó, nên mình để dành sử dụng cũng mới tin chưa xài. H25 130, H26 cây mỏ lít nhỏ nữa, cái này thì thanh lý luôn đó, của Mitsu ha, dài 15 sen mỏ lít răng ha, của thương hiệu Mitsu này, 150 mm, dài 15 sen thôi, cái này nó mở được ốc 35 trở lại ha, ốc 35 trở lại, bé bé xinh xinh, rồi thanh lý giá 100.000. H26 H26 100. H27 là một cây cờ lê của thương hiệu hãng KTC, số 1922 ha. Này 1922. Đó. Một đầu 22 và một đầu 19 ha. Thương hiệu KTC rất là dài nha. Rồi cái này em để giá 80. Mã số H27. Ha, 80.000. H28. Một cây cờ lê đôi chuột. Mới chưa xài. Đó, của thương hiệu Super Tool. Đó, chiều được ngon lành, hoạt động ngon lành ha. Đó. Rồi anh em thích cái cây cà lê đôi chuột của Super Tool 17-21 này. Thanh lý 150 ha. Thanh lý 150.000. H28. Rồi, thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.